Hôm qua mới là ngày đầu của đợt nắng nóng đầu mùa ở miền Bắc và miền Trung nhưng đã có đến 13 điểm nhiệt độ cao vượt giá trị lịch sử trong tháng 3. Trong đó phải kể đến Kim Bôi Hòa Bình, nhiệt độ chiều qua lên đến là 41,4 độ cao hơn 3 độ so với giá trị lịch sử tháng 3 năm 1996. Sơn Động Bắc Giang 37 độ cao hơn lịch sử cũ vào năm 1986. Cúc Phương, Ninh Bình 36,4 độ cao hơn lịch sử năm 2010. Ở miền Trung, Đô Lương, Nghệ An 38 độ vượt lịch sử năm 1996, còn Hương Sơn, Hà Tĩnh 39,6 độ vượt lịch sử năm 2014. Dự báo hôm nay tại Sơn La, Hòa Bình và vùng núi Bắc miền Trung tiếp tục xuất hiện các điểm nắng nóng, đặc biệt gai gắt trên 39 độ.